Khi tôi bắt đầu bước vào một cái giai đoạn mà người ta hay gọi đó là tuổi nổi loạn, giữa tôi và bố mẹ đã xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn. Bởi vì lúc đấy tôi luôn muốn làm tất cả mọi thứ theo ý mình và bỏ ngoài tai những gì mà bố mẹ khuyên bảo. Mọi thứ cứ thế bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Và rồi bố mẹ quyết định cho tôi về quê học. Mới đầu thì tôi cảm thấy thật là tuyệt vời, bởi vì tôi sắp được sống một cuộc sống tự do mà tôi hằng mong ước. Sẽ không ai có thể ngăn cản tôi được nữa. Thế nhưng chỉ là một thời gian đầu thôi. Khi mà tôi phải trải qua tất cả mọi thứ một mình và không có bố mẹ bên cạnh, lúc đấy tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Tôi ước rằng giá như bố mẹ có thể ở đây với mình thì hay biết mấy. Và rồi tôi nhận ra mình đã đánh mất một thứ vô cùng quý giá của bản thân. Thế nhưng tôi lại là một người may mắn, bởi vì bố mẹ chưa bao giờ bỏ rơi tôi cả. Và tôi lại được một lần nữa quay về chung sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Và ngày hôm nay họ cũng có mặt ở đây để cổ vũ tôi trong đêm chung kết này. Tôi muốn kể câu chuyện của bản thân cho mọi người nghe, với mong muốn rằng chúng ta hãy cùng nhau học cách biết ơn và trân trọng những gì mà mình đang có. Bởi mọi người ơi, chúng ta đang được ngồi ở đây, chúng ta có cơm ăn, áo mặc, có một cuộc sống đầy đủ. Và chúng ta may mắn hơn rất nhiều những con người đang phải ở ngoài kia vật lộn, kiếm ăn, kiếm sống từng ngày. Và tôi mong rằng mọi người hãy biết ơn những điều đó, bởi trân trọng những gì mình đang có cũng chính là cách mà chúng ta sống cuộc đời này có ý nghĩa hơn. Bởi vì sẽ có những thứ mất đi rồi thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Giống như một câu nói mà tôi đã từng được nghe, đó là có không giữ, mất đừng tìm. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi xin phép được kết thúc bài thuyết trình của mình.